có Uncha không? Không, hai hết rồi, đều là cao nhất rồi. Như vậy có vẻ là game này khá là nhẹ. Máy của mình cũng không thuộc vào loại gear gì cả, chỉ là i5 rồi là RAM thì 8GB, và các đồ họa đó là GTX 1050, không phải cái gì đó quá trâu bò, mà cũng ultra được một cái đơn giản thế này thì có lẽ game khá là nhẹ nhá các bạn. Audio đó là phần âm thanh, các bạn chỉnh sao cũng được nhá. Thì các bạn đi vào phần gameplay Xbox One vừa PS4, cái này các bạn có thể chơi trên cả cái gì nhỉ, điện tử tay cầm nữa các bạn. Nhưng mà đây là bản PC cho nên là mình sẽ qua phần control. Đây, đây chính là những nút mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái game này. Các bạn học thuộc để chơi cho nó thoải mái nhất nhá. Có rất nhiều nút. Đó, đó, thấy chưa nào? Đại khái là vậy, các bạn học thuộc những cái nút này, sau đó thì vào game để ứng dụng để mà chơi, thấy nào? Sau khi cài đặt xong thì các bạn ấn vào apply. Sau đó accept là được nhá. Mình không thay đổi gì cho nên là không ấn accept được. Bây giờ mình sẽ ấn vào phần story ở đây. Để anh vào game nghịch tí thế nào. Ở đây nó có cái chế độ đó là single player và multiplayer. Như mình đã nói thì đây là game crack cho nên là có lẽ chúng ta chỉ chơi được cái phần đó là single player mà thôi. Còn multiplayer thì rất tiếc, có lẽ là chúng ta phải những bạn nào có điều kiện thì hãy mua game để chơi với cả những người khác nhá. Lúc đó chúng ta sẽ chơi được ở chế độ đó là multiplayer. Mình sẽ ấn vào phần single player ở đây. Classic mode, Horus mode. Có đến 4 chế độ chơi khác nhau cả. Như vậy thì có lẽ là mình sẽ thử ở cái phần đó là classic mode trước nhá. Còn các bạn nào mà phá đảo từng cái rồi thì hãy quay lại và chọn những chế độ khác để chơi được chứ nào. Mình sẽ vào phần classic. Begin. Âm nhạc khá là du dương và khá là hay đúng không nào? Game này được đánh giá cực kỳ cao trên rất nhiều các cái trang chuyên đánh giá về game. Và thậm chí nó được chấm điểm cực kỳ cao. Đa số đều là thang điểm 9 trên 10. Và đó là một trong những game có thể nói là được đánh giá là game nhập vai hay nhất trong 10 năm qua, sau cái thời kỳ thống trị của Diablo. Bây giờ là tạo nhân vật à? Có lẽ chúng ta đây là như là người lùn như vậy. Loren Tang Instrument Đàn Queen gì đấy? Common Kid. Thiết kế là một chút ngoại trang à? Sao chúng ta có thằng nhân vật xấu như thế này à? Well shit, chỉ dâu các bạn. Cô này đâu? Quả dâu này nhìn cho nó giống người lùn đúng không nào? Đây là voi của nhân vật này. Glory is mine. Glory is mine. Nhưng mà tại sao mình lại phải chơi người lùn nhỉ? À đây rồi, đây rồi, đây. Các bạn vào phần origin đi nhá. Chúng ta sẽ chọn cái lớp nhân vật của chúng ta. Đây là The Wolf. Nhân vật The Wolf chắc là một cái class nào đó của cái tựa game này thôi. Trông giống người lùn đúng không nào? Ở đây là F này. Nhân vật nữ xem nào. Ui, best xấu ever. Human này các bạn. Human xài pháp thuật. Vãi trưởng thật. Vãi cả Human. Ở đây là Lizard. Có lẽ là những con quái vật. Ui. Xem nào. Ở đây có Undead này các bạn. Trông cool ngầu phết nhờ. Đây. Undead F. Có cả Undead F nữa kìa. Ôi, trông kinh quá. Undead Human nữa này. Ôi. Còn cái gì đây? Undead Lizard. À, có lẽ chúng ta chỉ ở Beast nữa này. Beast này chỉ có nhân vật nam mà thôi. Fan. Đây là It's First Band Mezes. Loas. Sao nó xem nhau vậy? The Red Bride. Sibeli. Rau. Trông vừa vậy. À đây rồi. Đó là tất cả nhân vật mà chúng ta có thể chọn trong cái tựa game này. Thì nhân vật ở trông kinh quá. Mình sẽ chọn Human nhá. Đây. Chuẩn nữ Human luôn. Vui Princess. Oh, đây có lẽ là phép thuật Fighter chiến binh à? Cần ai? Có khá nhiều các cái cách bui khác nhau. Có thể là trong quá trình bui thì chúng ta có thể là sẽ chọn lớp class cũng như là cái kỹ năng của nhân vật luôn đấy các bạn. Cung à? Nỏ à? What?
thuật sư uy giáp rồi. Bastrodam, Bastomay, Sentic. Thôi có lẽ mình sẽ chọn cái lớp đặc trưng này đầu tiên luôn đi. Sau đó mình sẽ vào phần Appraiser. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu chọn được cái trang phục của nhân vật chúng ta. Mình sẽ chọn một cái nào đó nhìn cho đẹp đẹp một tí. Phây, có thể chọn cả khuôn mặt này các bạn. Người châu Á mình là gì nhỉ? À đây, cái này có vẻ khá là giống à. Hairstyle. Có chọn kiểu tóc này các bạn. Mình sẽ chọn kiểu nào đó nhìn nó đẹp đẹp. Ui, đẹp một chút. Rồi, kiểu mặc định có lẽ là dễ nhìn nhất. Gì vậy? Không được à? Prepare yourself. Nice try. Prepare yourself. Đây, giọng này nghe vang ấy. Đây phần preset này. Đây, chính là cái này đây. Mình sẽ để lại như cũ. Đây đúng rồi. Chúng ta có thể edit được cái này nữa à? Giảm điểm cái này và tăng điểm cái khác. Thì cái này mới khó đấy nhỉ? Có lẽ là chúng ta phải cần một ít kinh nghiệm trong cái trò chơi này thì chúng ta mới có thể tăng điểm được. Ví dụ như là các bạn muốn một class nhân vật thuộc về thể loại đập nhau, đánh đấm các kiểu thì các bạn sẽ phải ưu tiên những chỉ số như là Trang hay là Agi các kiểu á. Ở đây mình thấy Fishnet lấy của nợ rồi đấy. À, một điểm bằng 5% đam. Cái này có bằng 5% đam. Tăng trọng lượng. Này có lẽ là đam Magic and Skill rồi. Đó. Đây, điểm này chính là cái điểm tăng tốc độ đánh nhá. Mình sẽ ưu tiên chủ yếu là Constitution với cả Strength thôi. Được chưa nào? Sau đó thì Confit. Ability. Tốc độ này. Thế này game này khó nhỉ. Mới vào chúng ta cũng phải hiệu chỉnh các chỉ số nữa. Nhưng mà khi mà vào trong cái game rồi, chúng ta cày cấp, cày level các kiểu lên, lúc đó chúng ta sẽ tự tăng thêm điểm nữa. Nhân vật chúng ta sẽ mạnh thêm. Thế nào? Bây giờ mình cứ để mặc định nhé. Chúng ta còn được chọn skill này. Các bạn phải hiểu được những skill này tác động gì thì chúng ta chọn cái skill đó là chúng ta mới chơi game này thoải mái được. Battle Storm. Stun 1 giây. Lambay and your basic attack boost from champ. Nó tạo đam và nó cái lượng đam này nó sẽ được tác động bởi cái điểm strength của chúng ta. Điểm có lẽ là điểm strength của ta càng mạnh thì cái đam nó càng to. Abi from Warface from Arrowtail. Armor and yourself. Cái này có nghĩa là một skill phòng thủ. Đây, mình sẽ chọn vài skill tấn công vậy. Đây thì như chỉ là phép thuật thôi. Đây đi. Your refer status that turn enemy in 5 minutes various lead. Đây là kỹ phép thuật. Thế mình sẽ chơi theo kiểu đó là thuần đánh nhau thôi. Thế thì mình sẽ chọn hai kỹ tấn công và một kỹ phòng thủ nhá. Rồi, đại khái là như vậy, con phim. Sau đó thì mình sẽ sang phần talent nữa. Cái gì nữa đây? Chúng ta phải chọn những talent khác. Lake, Glass Cannon, Far Almond, Expert, Comeback Kit. Really? Ok, để mặc định luôn đi. Rồi, sang tang nào. Corbell, Chorus, Solid. Tang của chúng ta Solid, Soider. Được tối đa hai cái thôi. Lấy hai cái này thôi. Enchantment. Kỹ năng à? Hay là một sở trường nào đó à? Đi thổi sáo nhá. Bansuri. Thế nào? Rồi. Silvia. Giờ mới đặt tên nhân vật à? Ok. Rồi chúng ta ấn Start Game. Are you sure you are done with Chester Grayson? Yes. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành chui vào cái game này để chơi đây. Một đoạn intro đầu game khá là hấp dẫn đúng không ạ? Ngay khi chúng ta mới vào. Mặc dù chỉ là những bức tranh dựng thôi. Nó trông khá là đẹp. It all happened like I knew it would. Ui xinh thế. Press escape to skip. Mình sẽ tua qua cái đoạn đó để đỡ tốn thời gian các bạn nhé.
Đấy rồi, where am I? Where the fuck I am? Nhưng mà của mình thôi, à đây rồi, nhưng mà của mình đây này. Sao lại bị thí nghiệm ở đây? Tính rồi. Di chuyển nào. It wasn't a dream after all. Ah, you're up. Yeah. Hello? Not too tight. In the, you'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. The good ship index. Oh, and why for current? So therefore. A young magister stand. Yeah, nói nhiều quá. The hatch is blocked. Đó, I'll need to find another way. Qua đó. Please. Gì cơ? Hello. Là chết một chú dê. An elf. Nói nhiều như thế này chắc chắn là game này cốt truyện phải nói là siêu khủng rồi. Được đánh giá với cốt truyện khá là cao. Đồ họa chúng ta làm nhiệm vụ các kiểu, học skill các thứ. Sau đó đi đánh quái. Really? Do you know, sir? I'm trying to concentrate. Quanh ở đây còn gì không nhỉ? Có cái hòm mà chả được cái gì hết. Thôi rồi, vì cái vốn tiếng Anh của mình không được cao cho lắm, cho nên là và cái việc mình review game như thế này thì thực sự là mình nghĩ là mình cũng không đem lại nhiều hiệu quả gì cho các bạn trong quá trình review cái tựa game này. Thì bây giờ có lẽ mình sẽ kết thúc cái video này và mình sẽ cho các bạn coi một chút về trailer nữa của cái tựa game này. Để các bạn có thể thấu hiểu hay là cách chơi các kiểu gì đó. Chứ bây giờ thì mình cũng không biết để đi đâu cả. Mò bây giờ thì sự rất là lâu. Game này thì được đánh giá là nếu mà các bạn muốn chơi và thấu hiểu toàn bộ cốt truyện của nó thì các bạn phải mất đến cả 100 tiếng đồng hồ. Cái này thôi thì không có nhiều vậy. Sao tự nhiên đánh nhau ấy? Quái trưởng thật. Enemy turn. Ui, nó cho phát chết luôn ạ. Vãi trưởng. Tỉnh dậy bạn ơi. What's happened? Ô, đánh phải boss khác. Nó quất mình một phát xong nó chết luôn kìa. Kinh không? Thế rồi, đó là mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Đó chỉ là một phần hình ảnh của cái tựa game này thôi. Sau đó thì các bạn còn đánh quái, làm nhiệm vụ, học skill, sau đó thì thay đồ các kiểu nữa cơ. Còn nhiều lắm, game nhập vai mà. Còn nhiều cái đa dạng lắm. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn.